Và ok, hello chào tất cả các bạn nha. Mình là Nguyễn Đức Toàn đây. Hôm nay xem video là tạm thời tạm việc kênh Toàn à phải là tạm việc kênh Ngảo Trần Thị. Vì lý do cực kỳ chán. Mình tạm biệt thật đấy, không phải tạm biệt đùa đâu. Các bạn nhìn này. Bây giờ đây là kênh mới của mình, đó là kênh đây này. Đó. Ôi chết. Kênh Toàn Nguyễn Đức đấy các bạn này, kênh Toàn Nguyễn Đức. Bởi vì nó đã bị lỗi mật khẩu, lỗi ID. Đây là video cuối cùng rồi. Thật sự. Bạn nào là fan của Toàn Nguyễn Đức hay là Toàn Ngâm TV, các bạn nhớ đăng ký nha. Đăng ký kênh này không lên nổi, bao người 30 người đăng ký thì mình cũng không biết nữa. Đã là hết rồi. Toàn Hảo Trần Thị đã kết thúc rồi. Kênh Hảo Trần Thị đã kết thúc rồi các bạn ơi. Bây giờ chuyển ra kênh Toàn Nguyễn Đức, Toàn Game TV, Toàn Việt Nam. Đấy, mấy kênh đấy là ba kênh. Một kênh nó bị biến mất rồi các bạn ạ. Ai, thật là buồn chán quá đi thôi. Kênh này thì thôi, bây giờ mình đi ra kết thúc. Để các bạn thấy hay, các bạn hãy truyền like và xem đăng ký nhớ cái chuông để đón tin tức mới cho mình nhé. Chào tất cả các bạn. Thôi không cần đăng ký cũng được. Chào các bạn nhé. Bye bye.